Ok, video này sẽ hướng dẫn anh em cách kiếm XP của cái tựa game Niki nhé. XP là một trong những cái vật phẩm rất là quan trọng để mà anh em có thể là nâng cấp và tăng cái lực chiến của đội hình anh em, tăng cái sức mạnh của nhân vật nhé. Rồi, và XP thì chúng ta sẽ kiếm ở đâu đây? Đầu tiên, cái đập vào mắt trước chúng ta đó chính là cái phần AFK nhận quà. AFK nhận quà thì ở đây anh em lưu ý là để cho nó đạt cái mốc 100%. Để cho nó đúng cái mốc 100% anh em sẽ ấn cái từ claim nhận quà cho mình nhé. Đấy, cứ để nó tích 100%. Sau đó thì nhận, chúng ta nhận được nhiều XP hơn và may mắn nhận được nhiều vật phẩm hơn em ạ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vào cái phần whiteout này để mà sử dụng kim cương mua cho mình đến cái mốc 100 hay là cái mốc 150 kim cương em nhé. Đấy, còn anh em nào muốn mua thêm thì có thể là mua thêm, đấy là tùy cái số lượng kim cương của anh em và tùy cái mục đích của anh em. Nó sẽ có hai cái kiểu người chơi, đó là kiểu người sử dụng kim cương để mua XP, mua full toàn bộ XP ở đây để mà nâng cấp cái nhân vật. Và cái kiểu người thứ hai là tích kim cương để mà quay. Đấy, quay X10 em nhé. Ok, ở trong cái phần AFK nhận quà, nhớ là để 100% cho mình rồi mới nhận quà em ạ. Ở trong cái phần ải anh em nhé, nó sẽ có XP tặng anh em khi mà anh em vượt qua một cái ải ở đó. Đấy, thì vào đây chạy, đa số là chúng ta sẽ tập trung đi chạy ải cho mình thôi. Đấy, và chạy tối đa có thể để mà kiếm XP và rất nhiều vật phẩm khác nữa anh em ạ. Ở trong cái phần shop, nó sẽ có XP cho anh em. Ở đây mình vừa sử dụng 100.000 vàng để mà mua được đến gần 1 triệu XP này. Đây, gần 1 triệu XP và mình sử dụng kim cương để mà reset anh em nha. Anh em có thể là sử dụng cho mình 100 kim cương để mà reset một lần. Hoặc là nếu mà có nhiều kim cương thì có thể reset để mà mua XP. Nó sẽ có thêm cái phần hộp XP, anh em có thể là sử dụng kim cương hay là sử dụng vàng hay là sử dụng bất kỳ vật phẩm nào nó cho anh em, để mà anh em có thể là mua những cái hộp đó nha. Anh em cứ mua hết cái hộp đó cho mình. Cái hộp của nó thì giá của nó rất rẻ thôi anh em ạ, không có gì nhiều đâu. Nên là mua cho mình nha, cứ có XP để anh em mua ở đây thôi. Ở trong cái phần ARK và chúng ta sẽ có phần room. Cái phần room này nó cho anh em những cái hộp XP nha. Nó cho anh em khá nhiều hộp XP, đây anh em có thể thấy không? Nó cho anh em hộp XP này. Đấy, càng lên cái độ khó càng cao ở phía trên đây thì chúng ta sẽ nhận được nhiều cái hộp XP hơn. Và anh em cố gắng là chạy hết cho mình cái phần này nha. Ở trong cái phần ranking này, nó khi mà anh em đặt một cái mốc rank nào đó thì nó cho anh em cái hộp. Và cái hộp này thì em có thể đổi ra cái hộp XP. Đấy, cái hộp XP 1 giờ nha. Đến với cái phần khu căn cứ của anh em. Cái phần Academia đây anh em nha. Anh em truy cập vào phần này và vào nó. Và ở trong đây chúng ta sẽ có cái gì? Ở đây thì chúng ta sẽ cho cái nhân vật của anh em đi học. Đấy, nó là student này, học sinh này. Nhưng mà để mà học được thì chúng ta sẽ cần phải có những cái yêu cầu của nó. Đó, anh em có thể là xây dựng cái khu căn cứ, xây dựng cái công trình để mà nó cho anh em học những cái nhân vật đó em nhé. Và khi mà chúng ta học những cái nhân vật này càng cao, đấy, càng lên cao thì chúng ta sẽ được cộng cái chỉ số lên rất nhiều. Và cái chỉ số đó là cái chỉ số gì? Cái chỉ số này sẽ giúp anh em tăng những cái phần quà nhận được, tăng số lượng lên nha, hay là tăng cái độ may mắn lên. Ở trong cái phần AFK nhận quà, nó sẽ có thể là tăng được cái số lượng XP mà anh em nhận được. Nó sẽ tăng cái tỷ lệ vật phẩm cao cấp rơi ra ở trong cái phần AFK đó, hay là rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Thì anh em cho cái học sinh, cái nhân vật của anh em học, nhưng nhớ là phải đi build các cái công trình nha. Phải đi build các công trình thì chúng ta mới có thể là học được. Và để mà xây dựng được những cái công trình để mà giúp nhân vật của anh em có thể là học hành được ấy, thì anh em sẽ vào cái phần đó là ải cốt truyện để mà nhận những cái phần quà ẩn. Ở trong kênh đã có cái video hướng dẫn anh em cách nhận cái quà ẩn rồi, anh có thể là theo dõi lại để mà nhận full cái quà ẩn cho mình. Và khi mà chúng ta có những cái quà ẩn đó là những cái vé, những cái bản thiết kế xây dựng công trình ấy, thì anh em sẽ vào cái phần contract, vào cái phần click vào những cái dấu cộng nó có ở trên cái phần khu căn cứ của anh em này. Sau đó thì anh em ấn cái từ contract để bắt đầu xây dựng những cái công trình đó. Đấy, và khi mà chúng ta xây dựng những cái công trình đạt yêu cầu để mà cho cái nhân vật của anh em đi học ấy, thì chúng ta có thể là vào đây cho cái học sinh của anh em đi học, cho cái nhân vật của anh em đi học, và nó sẽ tăng cái chỉ số lên cho anh em. Đấy, cái chỉ số này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần AFK, tăng mọi cái chỉ số gồm XP nhận được, vật phẩm nhận được và nhiều những thứ khác nữa. Chúng ta sẽ có cái phần nhiệm vụ gồm có nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ tuần, nhiệm vụ chính và những thành tựu em nhé. Ở đây thì nó sẽ có cái phần nhiệm vụ chính này. Nhiệm vụ chính ở dưới đây nó cho anh em rất nhiều XP này. Đấy, nó cho anh em rất nhiều cái XP. XP ở đây đó là cái USB em nhé.
AXP để mà nâng cấp các level này trong cái phần nhiệm vụ chính của chúng ta. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Ngoài ra thì ở cái phần thành tựu bên cạnh này nữa nha, bên cạnh tay phải nó cũng sẽ có cái phần tặng XP cho anh em, ví dụ như là quay 30 ly kỳ này, quay ra 30 ly kỳ hay là gửi cái phần quà đến friendship 50 điểm. Thì cái friendship này đó là cái phần kết bạn của anh em đấy, phần friend của anh em này. Anh em kết bạn cho mình thật là nhiều người, sau đó thì tặng quà và nhận cái trái tim cho mình. Vừa hoàn thành cái nhiệm vụ gọi là cái thành tựu đấy, vừa giúp chúng ta có thể là kiếm được cái điểm tình bạn để mà quay X10 ở trong cái phần recoil này. Đây nó có cái phần quay điểm tình bạn, chắc anh em cũng lạ rồi, 100 điểm quay được một lần X10. Và cái tỷ lệ ra SR của nó là 2% nha. Ok. Hiện tại thì server đang có cái event, đó là cái event mới nhất ra mắt cùng với cái nhân vật đó là Hammer. Và ở trong cái phần shop này chúng ta sẽ nhận được, anh em có thể là sử dụng cái điểm để mà mua cái hộp XP. Đấy, có thể là sử dụng cái điểm để mà mua cái hộp XP cho mình nha. 250 điểm mua được 3 cái hộp XP và chúng ta có thể là mua được 4 lần. Đấy, ở đây có hộp XP. Ngoài ra thì ở trong cái phần vào cái phần Warzone này này, vào cái phần Warzone anh em nhá. Khi mà anh em chạy full toàn bộ cái 10 cái ải rồi thì nó sẽ có những cái vòng tròn nạp này. Và cái vòng tròn nạp này sẽ giúp anh em đánh lại cái ải đó. Không có vòng tròn nạp là chúng ta sẽ không đánh lại cái ải đó được. Khi mà có cái vòng tròn nạp chúng ta mới đánh ải được nhá. Và ở cái mặt ải 1.4 này này, nó sẽ có cái bình XP cho anh em, cái hộp XP cho anh em 1 giờ. Và anh em chiến đấu để mà nhận cái hộp XP cho mình nhá. Game này mà nó ra event thì kiểu quái gì nó cũng sẽ cho anh em mua những cái điểm event đó, mua XP em ạ. Nên anh em yên tâm nha. Anh em hãy yên tâm cho mình. Ngoài ra thì cái bộ gift code dùng chung trong kênh đã có rồi. Mình đã có hai cái video gift code dùng chung. Anh em có thể là theo dõi lại để mà nhập cho mình full cái gift code vào cái tựa game này và nhận cho mình những cái phần quà. Đấy, nhận cho mình những cái phần quà em nhá. Gồm hộp XP hay là rất nhiều cái vật phẩm khác nữa. Ở trong cái phần túi của mình vừa nãy nhận được hai cái hộp ở trong cái phần rank và mình sẽ đổi lấy cái hộp XP nha. Đấy, và mình sẽ mở hai cái hộp XP ra và nhận được 65.000 XP. Rồi ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về hướng dẫn anh em cách kiếm XP của cái tựa game này để mà nâng cấp cái level của nhân vật em nhé. Còn thiếu và sai sót ở chỗ nào thì anh em hãy comment phía dưới giúp mình để mà mình hoàn thiện hơn ở những video tiếp theo. Lưu ý là game này khi mà lên những cái level cao hơn thì chúng ta sẽ mở thêm những cái kỹ năng mới và giúp anh em có thể là kiếm thêm XP để mà nâng cấp cái level. Ngoài ra thì game này là game mới, nó sẽ còn update thêm nhiều những kỹ năng mới. Nó sẽ update thêm những kỹ năng mới để mà giúp anh em có rất là nhiều những cái thứ để mà nâng cấp cái lực chiến của nhân vật em nhé. Rồi, và hẹn lại anh em vào những video sau. Bye bye.